Con trai em năm nay 6 tuổi Nhiều lúc nói nó không nghe lời Nói nhẹ, nói nặng, nói đủ cách Có mặt lì, không trả lời Vì khi em thật sự bất lực Chỉ có thể chỉ em cách dạy bảo bé không ạ à. Cái đầu tiên như muốn nói cho bạn nghe nè Đừng bao giờ đổ lỗi cho con mình khi mà mình nói nó không nghe lời Tại vì như thấy đây là cái mà không phải, không phải chỉ riêng ba má Việt Nam mình đâu Đa phần ấy là ở đâu cũng vậy mỗi lần mà nói con nghe lời là cái mày đẻ ra mày giống ai mà mày, mày lì vậy sao mày không có nghe lời mày bướng vậy mày này cái công thức nó rất là đơn giản đó là nhi sẽ nhìn cái cách bạn hỏi để nhi thấy coi là bạn là một người có trách nhiệm hay không có trách nhiệm người có trách nhiệm là người biết nhận thức được là con mình lỗi phải đúng sai á người đầu tiên có lỗi là mình trước đã tại vì thứ nhất bạn chọn đẻ nó ra trên đời này nó không có đòi đến đây đúng không là cái thứ nhất rồi cái thứ hai khi mà nó đến đây á, bạn đã học để hiểu được ở cấp độ tuổi của nó nó cần cái gì chưa làm sao để giao tiếp với một tại vì bạn giao tiếp với một đứa bé 2 tuổi khác với 3 tuổi khác với 4 tuổi khác với 5 tuổi 6 tuổi 7 tuổi khác với tuổi teenager khác với tuổi mà nó đang dịch trải qua cái giai đoạn hấp mô khác với cái tuổi mà nó đang trải qua giai đoạn chuyển não bộ suy nghĩ khác đi khác với cái giai đoạn mà nó bị ảnh hưởng bởi môi trường tại vì ví dụ như cái độ tuổi 6 7 tuổi là cái độ tuổi mà nó đang bị ảnh hưởng đó là Bây giờ đối với nó, ba mẹ là cả một cái bầu trời Là anh hùng của nó, là hero của nó Nhưng mà bạn không ở đó cho nó Mỗi lần nó cần lời khuyên cái này bạn gạt bảo nó bảo Em đi mày cũng lấy mày biết cái gì mày làm cái này cho tao Bạn chỉ biểu nó làm cái thứ cho bạn muốn Nhưng bạn không hề biết cái thứ nó đang cần Tại vì cái thứ nó cần khác với cái thứ bạn muốn Ví dụ bạn kêu cái... Chị nhưng mà em muốn nó đi học là tốt cho nó tốt cho nó hay không là do nó chưa có biết mà bạn phải hiểu được là nó đâu có hiểu tốt hay xấu là cái gì đúng không tại vì rất là nhiều người đi vô đây nói ơ chị nhi nó phải tự hiểu chứ học là tốt cho nó nhớ lại hồi bạn sáu bảy tuổi bạn có hiểu không bạn có hiểu đi học là tốt cho bạn không 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 ai hiểu hết nhi khẳng định với bạn cho đến bây giờ như 30 tuổi nhi mới thấy được cái tầm trách nhiệm của cái chuyện tự học và dạy cho người khác biết tự học là một nghệ thuật con của bạn phải tự có ý thức muốn học à chứ cùng bạn ép nó cũng không được rồi bạn nói cái gì nó cũng không nghe hết chắc không tại vì có khi á bạn phải biết nó nghệ thuật mà để anh nói cho con mình nghe lời á bạn phải biết có lúc bạn cần phải cho nó thứ nó muốn để cho nó cho bạn thứ bạn muốn còn nếu như bạn luôn chiều nó bạn chỉ cho nó bạn không có giải thích tại sao những cái món đồ này ví dụ như em qua trường nó bắt nhi phải bắt đầu mua laptop cho nó học con mới ở lớp 1 mà trường bắt mua laptop rồi đó thì khi nhi mua laptop cho con học cái đầu tiên nhi nói là cái này không gọi của con tới đúng 7 giờ tôi trả lại cho mẹ cái nó nói tại sao không phải của con laptop này học mà mẹ có ba bốn cái laptop trong nhà mắt mới vậy nào không phải của con như giải thích cho nó là không cái này mẹ cho con mượn để con học cái này không phải của con cái này là của mẹ tức là vì nó là của mẹ mẹ có quyền lấy lại bất cứ lúc nào mẹ muốn mẹ chỉ cho con mượn bởi vì trường con yêu cầu chứ nó không phải của con Cái xong nó suy nghĩ nó nghĩ 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 nó nói ủa mẹ vậy là cái gì mà mẹ đưa cho con cũng không phải của con á hả như nó ừ đúng rồi tất cả đều là đồ của tao mày ở nhà tao tao cho mày mượn thôi ở đâu ra vậy chẳng qua là mẹ thương con mẹ cho con mượn tại sao như dùng từ mượn bởi vì như không muốn cho bé suy nghĩ là trên đời này cái gì thích mở miệng ra nói cái là có sẵn như không dạy cho con như vô ơn như dạy cho con như hiểu được là rất xong nó tự nhận thức ra nó nói mẹ mua được những thứ này tại vì mẹ đi làm kiếm tiền được cho nên là mẹ lấy tiền đó để mua đúng không như nói đúng nó nói chừng nào con mới được đi làm kiếm tiền mẹ sẽ cho con làm những cái thứ con từ từ cũng làm nhưng mà bây giờ thời gian của con nguyên một ngày cũng đi học con sẽ chưa được đi làm nhưng mà để cho con hiểu được là giá trị của món đồ đó đến từ đầu tất cả nghệ thuật dạy học này Bạn phải hiểu con của bạn ở độ tuổi 6 tuổi 7 tuổi là cái độ tuổi mà bây giờ nó đi ra đường á Nó bắt đầu so sánh nó với bạn rồi. Nó bắt đầu thông minh rồi nó bắt đầu dùng não của nó để nó gọi là multi măng multi đù Tức là cái gì? Tức là con khỉ này nói Con khỉ kia sẽ nói theo Con khỉ này làm Con khỉ kia sẽ làm theo Kiểu giờ, giờ như không nói gì mấy bạn nó như ngồi vỗ tay Như bảo đảm trong số các bạn cũng có những vài người đang lấy cái tay để vỗ con người mình là vậy đó mắc cười lắm mình đẻ ra là để học tức là mình nhìn thấy người ta làm một cái gì đó kỳ cục cái mình làm theo vậy thôi mình không hiểu tại sao có những lúc tự nhiên bạn đang ngồi bằng bấm điện thoại bạn đi nghe nhạc đi bạn không tập trung khúc đó nghe tất cả mọi người vỗ tay bạn không biết là bài ấy xong rồi bạn cũng vỗ bạn hiểu ý nhau thì con nít nó cũng vậy đến cái độ tuổi này không có lỗi của nó nữa mà là lỗi của bạn vì những năm tháng vừa qua bạn không tập trung tâm sự của nó bạn không tập trung xây dựng một cái nền gọi là tin tưởng để cho con có thể về nhà và mở lòng với mình hôm qua em kia như đăng một bài post về nhi với eva hai tháng nay cũng trải qua những cái chuyện như vậy tại vì con như nó đến cái độ tuổi nó đổ thường nó sẽ thay đổi tính nó đổi trường nó thay đổi tính là bởi vì nó qua một môi trường mới nó qua một môi trường mới nó sẽ phải học những cái thứ mới ví dụ như ở trường mẫu giáo cô sẽ Ông dễ thương quá hôm nay con ăn chưa rồi con mặt đầm đẹp quá cô thích đầm của con quá đến lên trường mới thì cô nó sẽ bắt đầu xếp hàng đứng ngay ngắn vô đi toilet tự dội cầu chưa tự rửa đít chưa rồi nói chuyện với bạn lịch sự chưa Đồng phục phải ngăn nắp chưa Bỏ đồ vô thùng chưa Tức là cô sẽ bắt đầu nhìn nó với ánh mắt nghiêm khắc hơn So với nó hồi nhỏ Một cái thay đổi như vậy Trong 24 tiếng thử hỏi các bạn thử Nếu như bạn là người lớn mà con không chịu được đi uống gì là con nít Thì bạn phải hiểu được con bạn nó đang trong cái giai đoạn nào nữa Như quay trở lại với câu hỏi của bạn Đừng đổ lỗi cho con mà hãy đổ lỗi cho mình là mình đã học để hiểu được con mình cần cái gì chưa Bởi vì khi bạn cho nó cái nó cần nghe như nói thẳng với bạn luôn Nó tự động nó sẽ nghe lời bạn tại vì chỉ có bạn là cái chỗ dựa duy nhất khi mà cho được một thứ nó cần nó sẽ quay trở lại để nó nhờ bạn chứ nó đâu biết nhờ ai nữa những lúc nó nhờ bạn những lúc nó học từ bạn những lúc nó hỏi bạn bạn có ở đó để sẵn sàng tâm sự nói chuyện với nó hay không hay là đổ lỗi con mình phải nghĩ như mình con của bạn nó 6 tuổi nó không phải 26 tuổi nó cũng không phải 36 tuổi như bạn thậm chí có những thứ 36 tuổi bạn cũng đâu có biết hết thì làm sao mà bạn đòi hỏi một đứa trẻ phải hiểu bạn phải nghe lời bạn phải lắng nghe bạn phải giải quyết vấn đề cho bạn không con nít không làm được cái chuyện đó nó chỉ làm được một và một thứ duy nhất đó là nó cần tình yêu thương nó đi tìm kiếm coi là ba mẹ mình giúp được gì cho mình dạy được gì cho mình có là chỗ dựa cho mình không có những lúc bạn cần phải nghiêm khắc nhưng có những lúc bạn cần phải mềm dẻo có những lúc bạn phải dạy cho con biết con làm cái này là con phạm pháp luật nhưng có những lúc bạn cũng phải cho con biết là mẹ thương con ba thương con ba mẹ sợ ở đây khi mà con cần nhi luôn tâm sự với ba câu đó mỗi lần nhi là nó khi nhìn nghiêm khắc của nó là nhìn rất nghiêm khắc của nó nhưng mà khi tối về mà hai mẹ con thủ thủy tại vì bạn phải biết privacy nó rất là quan trọng privacy tức là khi mà bạn tâm sự với con những cái thầm kín bạn phải cho con hiểu được là đây là cái nơi an toàn chỉ có con với mẹ nghe nhau thôi tức là con có thể chia sẻ bí mật với mẹ chứ không phải đứng thoang hoang giữa chợ chửi nó đâu không có có những lúc mình sẽ nghiêm khắc với nó nhưng mà có những lúc mình kéo nó về nhà đưa nó vô phòng đèn hay là bật đèn cũng được nhưng mà phải để cho nó cảm thấy được cái năng lượng của mình ở đó ví dụ như Eva nó có những lúc ở public nó cũng sẽ challenge tức là nó cũng thử thách Nhi lại ví dụ nó đứng nói chuyện bạn như nó mẹ sắp trẻ rồi con nhanh lên con đi bộ nhanh lên nó vẫn đi từ từ như kêu mẹ chỉ còn 5 phút nữa mẹ phải họp con có thể đi nhanh lên một chút được không mẹ biết con muốn nói chuyện với bạn của con nhưng mà hôm nay mẹ không thấy châu thêm 5 phút đó được tại vì mình đã hứa trước khi đi đó là mẹ phải đi họp và con ừ nó đi về nhà nó phụng phịu đúng không tới tối như hỏi nó như kêu có phải là mẹ nói trước với con là hôm nay mẹ có cuộc họp không? Nó nói dạ. Nếu nghe nói trước là có cuộc họp rồi á thì lúc đó con có đồng ý với mẹ chưa? Nó nói dạ có con đồng ý kêu dạy cho mẹ hỏi lý do tại sao lúc nãy con nói chuyện với bạn mà con không muốn nghe lời mẹ. Con nghĩ sao nếu như mà lần sau mẹ cũng không giữ lời hứa với con. Con nghĩ sao nếu lần sau không nói mẹ, ví dụ như con nói mẹ con sắp trẻ học rồi mẹ nhanh lên mà mẹ nói từ từ, từ đợi xí đi, từ từ đợi xí đi. Con nghĩ làm sao? Phải để cho con của bạn đi vô cái vị trí của bạn luôn nhưng mà bạn không có la nó ở public nữa. Rồi Nhi quay trở lại Nhi có rất là nhiều video về dạy về nhận thức rồi Cho nên cái này chỉ là những cái ví dụ đơn giản Để Nhi muốn lặp lại là con của bạn không có lỗi Cho đến khi bạn chấp nhận bạn là người có lỗi Và bạn học cách để dạy con Con của bạn cuộc đời sẽ khác Và dạy con nít không phải ngày một ngày hai Có những thứ Nhi nói về và Nhi nói cả mấy chục lần cả trăm lần Nhi không nhớ hết luôn Nhưng mà tự nhiên một ngày con Nhi nó hiểu Nó ngộ ra vấn đề nó quay trở lại mẹ mà. Mày có nhớ rồi đó mày dạy con cái đó không Giờ con hiểu rồi đó Mình bị giật mình Tại vì có những lúc mình nói chuyện nó mình tưởng như mình nói với một cái khúc gỗ hay một cái tường hay là một cái gì đó mà mình kiểu như là ừ, mình nói vậy nó có hiểu không ta tại vì chính mình còn tự hỏi mình câu đó mình nói lớn như vậy rồi nó có hiểu không tại mình nói chuyện như nói với người lớn vậy nó có hiểu không đừng bao giờ coi thường con nít tại vì đến một ngày nó vô tình nó nghe mỗi ngày như, như vậy á nó vật dụng mà bạn không hề biết thiệt luôn và cái mà như tập cho eva nhiều nhất đó là như luôn đặt câu hỏi như nói với các bạn rồi đặt câu hỏi nó rất là quan trọng để cho bé nó tự suy nghĩ nó tự trả lời ngược lại bạn cái cách như nó dịu nó không có phải là mẹ biểu con cái này kia như luôn hỏi ví dụ yên sáng tới nó đi học xe buýt nó nói mẹ cái anh trên xe buýt ảnh cứ ăn hiếp con biết là ảnh cứ đánh đầu con biết à nó xong như hỏi anh nó to không kêu to chắc là nói lớp 1 thì thằng đó chắc cỡ lớp 4 nó nói before chắc là lớp 4 tất nhiên mới nói là lý do ảnh đánh lên đầu con là gì tại vì như luôn hỏi lý do trước có khi con này nó nghịch mình đâu biết được nó nói ảnh muốn ngồi phía sau thì thằng nhóc đó dạng như là nó muốn ngồi rú rú một góc nó không thích bị ngồi phía trước nhưng mà theo cái kiểu xe buýt là ai đón trước thì ngồi phía sau tại vì như vậy thì nó dễ hơn phải không đi nó không bị gặp gần cái xong nhưng hỏi tiếp như nó là ủa vậy bác tài xế bị con ngồi đâu nó nói bác tài xế bị con ngồi phía sau tại vì đón con trước rồi mới đón anh đó cho nên con phải ngồi phía sau thì cái anh đó đi vô là anh ngồi cái ghế luôn các bạn hiểu không họ sắp xếp kiểu như vậy đó cho nó khỏi bị kẹt đường tắt đường thôi chứ không gì hết tại buổi sáng nó rất là đông xe buýt cái như mới nói là vậy rồi con nói chỉ mà anh sao cái con không biết nữa con không biết nghe lời ảnh hay con nghe lời bác tài xế cái như mới hỏi ngược lại là nếu như con nghe lời ảnh á thì ảnh có vẫn đánh vô đầu con không nó nói con cũng không biết nữa mà ảnh cứ kiếm chuyện với con thì đó là cái lúc mà nhi mới nói với bé là con đã mở miệng ra nói với ảnh là không chưa tại vì đôi khi nó sợ nó không có nói cái vậy chưa em lên xe buýt nó nói không em không đổi chỗ anh có chuyện anh nói với bác tài xế đây mất mới gì anh nói với em cái nó nói nhưng mà ảnh bự lắm mẹ cái ủa chứ con có đi học võ rồi vậy nó đánh con thì cũng tự biết con tự bảo vệ con chứ mày làm được gì con muốn mẹ ngồi lên xe buýt của con hả cái xong nó tự nhận ra vấn đề nó nói ngay hôm sau nó đi về nó kể với như là con nói thẳng với ảnh luôn á rồi đó mẹ con kêu nói thẳng sao con kêu là anh muốn ngồi ở đâu anh nói với bác tài xế đi anh đừng có nói với em em không có biết em biết ngay thôi bác tài xế rồi và khi bạn dạy cho con bạn có sự dũng cảm để nó dám trả lời như dùng từ trả lời nhưng không dùng từ trả đũa tại vì nó không có trả đũa nó không có làm gì sai mà nó chỉ muốn ngồi đúng cái ghế của nó xong cái thằng to con kiếm chuyện với nó mà các bạn hiểu cái vấn đề ở đây không? Tức là khi mà bạn nói chuyện với con hay là bạn nói chuyện với người khác đi cho nữa bạn phải đặt câu hỏi để hiểu cái vấn đề của con rồi dạy cho nó cách giải quyết nhưng bạn không giải quyết cho con tại vì bạn không có dính với con bạn như là cái keo dính sách cả ngày được bạn không thể ở đó để giải quyết cho nó được có những tình huống bạn phải để cho nó được va chạm để cho nó va chạm nó làm sai nó làm đi làm lại xong nó về nhà nó hỏi mà cách giải quyết của con không hiệu quả mày bày cho con mình bày cho nó nhưng mình không làm giùm nó nó phải tự lên trường xong nó làm để nó trải nghiệm nó à thì ra đây là hàng gì đây là cái cách mẹ nói mình và mình hiểu rồi giờ lần sau mà ai gặp tình huống này người ta ăn hiếp mình về mình làm sao người ta không ăn hiếp mình mình làm sao ví dụ như vậy cho những các bạn làm cha làm mẹ các bạn chắc coi kênh nhi chắc cũng độ tuổi cỡ nhi thôi cho nên là cái cách mà các bạn giáo dục con á bây giờ nó bỡ ngỡ đó là cái chuyện bình thường nhi chứ khác các bạn khác là nhi học rất là nhiều về psychology tâm lý học tâm lý học từ con nít trẻ nên nhiều thứ nên như biết con nít ở cái tuổi đó nó cần cái gì như như nói á more with less hãy học cách làm sao để đưa thông tin cho con bạn ngắn gọn nhất có thể dễ hiểu nhất có thể được yeah. rồi nếu như bạn mà, mà càng đưa cho con bạn những cái thông tin quá phức tạp bạn làm cho nó shut đau tức là nó tắt luôn não nó kìa. mà nói đắt gì con nguyễn vậy thôi vậy đi nhiều khi nó ừ, 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 bạn biết đó nó ừ nó hiểu hay không đâu phải để cho nó nói ngược lại để coi con nó ừ là nó hiểu hay không nữa chia sẻ chút kiến thức làm sao để nói chuyện với con khi khi con tự ái rất cao con của bạn không phải tự ái cao như gọi là rebellion rebellion là con của bạn bắt đầu đến cái tuổi mà nó chống đối lại với bạn tuổi mà nó chống đối với bạn là bởi vì đây là cái thời điểm nó bắt đầu question hoài nghi về cái sự giáo dục của bạn bắt đầu thông minh ra và nó bắt đầu so sánh những cái thứ nó biết ngoài đường và nó về nhà và đó là lý do tại sao bạn với con của bạn bắt đầu quấn lộ thì đây là cái thời điểm đó, bạn phải nghiêm khắc để cho con bạn không làm những chuyện phạm pháp nhưng mà song song với cái đó Bạn vẫn còn thời gian để bạn sửa lại Những cái thứ bạn cần phải sửa Cái vấn đề của cha mẹ Việt Nam Là khi con mình mà nói lại Là các bạn còn cứng hơn nó nữa Bởi như hỏi bạn hai cục đá đập với nhau Thì nó ra cái gì Nó không ra cái gì hết đó. Đá đập đá thì hai cục đá cùng bể thôi Nghệ thuật là làm sao để mà mình học để mà mình ngồi để mà mình nói chuyện với con của mình con có như cũng có những ngày nó gọi là nó chống đối lại như chứ các bạn các bạn nghĩ con như gì người nó đi học về hả có bữa nó lười biếng nó mệt á đói mà như con bắt nó đi tắm nó vô trong buồng tắm nó hét các bạn à, cái gì mai nó còn bắt đi tắm đang bà muốn chơi muốn bắt ở đâu ơi gọi cho ai gọi cho nó đâu phải gọi cho mình đâu đúng không thơm là thơm cho nó đâu phải thơm cho mình đâu cái như cho nó hét đã cái nó ra cái như mới ngồi xuống như nói chuyện của nó như nó là Mày biết là lúc nãy con rất là mệt đầu tiên là bạn phải acknowledge tức là bạn phải cho con bạn biết là bạn hiểu là con bạn đang trải qua cái gì mà biết là con đi học về con mệt đúng không con bực bộ trong người và bây giờ con còn phải tắm rồi con mới được ăn rồi cảm giác mình lúc đó mình nôn nóng mình kiểu như là mình muốn ngay lập tức là mình được cái thứ mình muốn nhưng mà con không được mẹ thấu hiểu điều đó và bạn phải nói với nó thiệt là dịu dàng trước đã rồi sau đó bạn mới nói là và có thể ngày mai con đồng ý với mẹ là con không có muốn tắm con không có muốn sạch sẽ con muốn sống cái cuộc đời của con con muốn dơ như vậy xong như lôi một câu chuyện khác mà nó gì nó kể như con có nhớ lần trước con về con nói với mẹ là bạn Ryan không có tắm và không có đánh răng và con ngồi bên bạn cái cảm giác của con làm sao có như thả đó thôi cái như đi ăn cơm giống trả lời nhưng không nói năng gì cho con như thế tại vì thiệt ra nó chẳng quan tâm đến mẹ nó có hửi nó hay không đâu nhưng mà nó đi ra đường nó sẽ quan tâm người khác hửi nó như thế nào và còn nhiều cái thứ khác như dạy với các bạn trong lớp của như cá nhân nó gọi phải đi vô các bạn hỏi nhưng mới trả lời trực tiếp được hôm nay là như chỉ nói với các bạn là sơ sơ thôi nó nói chuyện với con là một nghệ thuật làm leader ở nhà là một nghệ thuật các bạn đừng nghĩ nó chỉ với con nít mà bạn càng cứng với nó là nó sợ bạn đó nó không sợ bạn bạn biết tại sao nó không sợ bạn không tại vì nó biết có bất cứ chuyện gì bạn cũng không có bỏ nó bạn sẽ vẫn nuôi nó chia sẻ giúp em cách chị dạy Eva để bé lớn không bị so sánh với những thành công của chị vượt qua cái bóng của phụ huynh nó thiệt là nhi vẫn chưa biết cách chị vẫn chưa biết cách để mà cho Eva vượt qua cái bóng của chị đâu nhưng mà cái mà chị sẽ chia sẻ ngày hôm nay cho tất cả những bạn coi kênh của chị mà là cha mẹ nè Hãy xây dựng cho con của bạn một cái self-esteem Tức là một cái nhận thức cá nhân và tự tin về chính nó Thì nó ra ngoài kia nó có thể đánh bại được tất cả mọi thứ kể cả mẹ nó luôn Tại vì cái mà con nít bây giờ nó thiếu nhiều nhất đó là cái sự yêu thương chính nó Tôn trọng nó nhiều nhất Yêu chính cái làn da của nó, yêu chính cái mái tóc của nó, yêu chính cái cơ thể của nó Yêu chính những cái khuyết điểm nó có Rồi xong từ cái khuyết điểm của nó những cái mà nó không hoàn hảo đó biến nó thành cái vẻ đẹp hoàn hảo cái đó là cái mỗi ngày như vậy Eva thậm chí Eva có tóc gọn rất là đẹp Nhi rất là thích tóc Eva luôn Eva không thích tóc đó. nó Nó con không thích tóc công cũng thích tóc thẳng nhưng mà Nhi lại rất thích da nâu của nó Mấy bạn thấy như đi phơi nắng để đen như nó Không con rất là thích da trắng như mà Thì các bạn phải biết được là mình không bao giờ thích cái mình có hết á Mình luôn đi thích cái người khác có Và làm sao để dạy cho con mình nhận thức được là You beautiful Con rất là đẹp Mình phải nói là con đẹp theo cái cách riêng của con Con là một cái sự kết hợp mà rất là đặc biệt và hôm nay như giác nó đi cắt tóc á tự nhiên nhìn nó trong gương như cái trộn sao con mình nó càng lớn nó đẹp gái quá vậy sao mình xấu quá vậy có hai ba giây con mẹ có chạnh lòng <laughs> con mẹ có chạnh lòng nhưng mà sau đó mình lại nhắc lại ok mình mình đẹp theo cái kiểu riêng của mình mình quyến rũ theo kiểu riêng của mình nhưng mà mình cũng tự hào là con mình nó lớn lên khỏe mạnh đẹp cao và tương lai nó có thể tự tin nữa thì nó sẽ là nhất cái nách nhưng mà tự tin hay không thì phải do cha mẹ xài là cha mẹ Nhi khuyến khích các bạn không nên rescue tức là không nên cứu hộ con quá nhiều nó làm không được để cho nó làm sai ví dụ như mới mua cho Eva một cái cặp để nó đi học cấp 1 thì cái cặp đó nó đòi bạn phải tự gài phía trên và phía dưới cho cha mấy ngày đầu bực lắm hai mẹ con thiếu điều quấn lộn nhau luôn á tại vì á mấy cái bạn biết mấy cái cặp đó chưa có thắt dây đồ là nó đau lưng rồi nó đau mông á và trong cái giây phút đó nhi phải nhắc nhi là mày không có được làm giùm cho con nữa nhi biết rõ nó mà đi lên cấp 1 Nhi sẽ không có ở trong trường cấp 1 để Nhi làm cho nó Cho nên Nhi phải dừng cái chuyện làm cho con Nên Nhi mới nói với những cái bậc làm cha làm mẹ Các bạn phải dừng rescue Các bạn phải dừng cứu hộ con Tại vì Eva nó đi ị Nhi vẫn phải đi rửa đít cho nó Trong mấy năm vừa rồi vẫn phải rửa đít cho con Có là triệu phú thì vẫn phải đi rửa đít cho con Mấy bạn đừng có kể là có tiền rồi hết đi rửa đít cho con Thì có một cái giây phút là cô giáo ở trên trường cấp 1 Hôm mà đi học phụ huynh trước khi cho Eva nhập Cô có nói là tất cả cha mẹ phải ở nhà phải rửa ráy cho con rồi phải để cho con tự rửa tại vì đi vô trường cấp 1 là không có thầy cô nào dắt con đi toilet đâu tức là như ở ngoài đường luôn á thì hôm bữa lúc nhi với eva ăn sushi thì nhi mới nói eva con tự đi tiểu được không mẹ không có dắt con đi đâu nhi cũng ngồi nơm nớp lắm bạn tại vì các bạn biết cái mall là trong cái siêu thị trong cái cái tòa nhà cái mall, cái shopping mall nó rất là bự nhiều lầu nhưng mà nhi tin là eva có thể tự đi được tại vì cái mall đó mình đi nhiều lần rồi vậy lần đầu tiên nhi ngồi đó mà nhi để eva tự đi nhi ngồi như không ăn luôn nhi ngồi như run nè. á xong eva quay trở lại rồi nó còn rửa tay sạch sẽ nữa cái lúc đó mình mới thấy là à đúng là con mình nó có thể làm được rất là nhiều thứ Chỉ là ba mẹ mình chưa có sẵn sàng thả con thôi Đi về nhà như cũng nói vậy luôn Khi mà Eva đi toilet như nó Eva Mẹ rất là muốn giúp con tiếp Nhưng mà con có biết là nếu như ngày mai con đi học ở trên trường cấp 1 á Con cũng thấy rồi đó Mẹ không có thể ở đó để mà rửa đít cho con được Và con sẽ ở trên trường cả ngày Cho nên con có thể nào mà con bắt đầu tự rửa đít rồi mẹ kiểm tra Nếu mà con dơ thì mẹ rửa lại cho con Nhưng mà con có thể tự rửa được không Và nó làm một phát được luôn Bất ngờ vậy đó cho nên là cái mà những bậc làm cha làm mẹ ngoài kia như khuyến khích lại xây cho con một cái sự tự tin về bản thân của nó tiếng anh nó gọi là self esteem là cái sự hiểu về bản thân để mà mình từ nhỏ mình đã có thể tự lập được vài thứ như không nói là bạn không thể tự lập được tất cả mọi thứ ví dụ ngày mai và nó vẫn cần đồ ăn ở nhà nó vẫn cần chỉ giúp việc và đi chợ nấu ăn mua đồ ăn cho nó nó vẫn chưa hiểu tiền là gì nó vẫn chưa đọc được đồng xu này nọ những cái đó vẫn còn đang phải dạy thì có những cái cha mẹ vẫn phải giúp ví dụ như dạy cho nó cái tờ này tờ một ngàn này cái tờ này tờ hai ngàn này cái tờ này tờ năm chục ngàn này nhưng mà có những cái mà con bạn đã có thể làm được rồi ví dụ tự bưng cái chén cái tô tự đi rửa tự rửa đít tự thay đồ tự cột tóc được thì bạn bắt buộc phải để cho con bạn làm và phải dừng làm tại vì mỗi lần bạn làm mà bạn chửi nó thì quá cha để cho nó làm cứ mỗi lần cột tóc cái mày lớn cái đầu rồi mày không biết cột tóc mày lớn cái đầu rồi mày không biết tắm để cho nó tắm nó tắm dơ kỹ nó không có ai tắm sạch lần đầu lượt liền hết á em bao giờ cũng tự tắm luôn rồi thì cái mà như muốn nói để cho các bạn làm cha làm mẹ tại vì đến giờ như vẫn học để làm cha làm mẹ tử tế hơn những cái như biết nó cũng là kiến thức như học rồi xong như áp dụng như trải nghiệm nó thành công như đưa qua cho các bạn đó là hãy bắt đầu dần việc cứu hộ con các bạn dần việc vứt cho nó một cái phao dần việc cái gì cũng mắm mồi cho nó dần việc là làm ông nội nó tức là giống như là làm boss sẽ chỉ, chỉ nó mày phải làm cái này mà phải làm nô no. nếu như nó không biết làm một cái gì bắt nó nghĩ con nghĩ có cách nào để làm mà bắt cho con của bạn sử dụng não Để giờ nó vận hành cái não của nó để nó bắt đầu tư duy Để mà có bạn hay không có bạn Nó vẫn có thể biết chống chọi được với cuộc đời Và đặc biệt là ngoài kia có những người mạnh hơn nó Có những người xảo huyệt hơn nó Có những người khôn ngoan hơn nó Có những người láo cá hơn nó Có những người khốn nạn hơn nó nữa Thì bạn phải là người làm cha làm mẹ đủ tự tin để cho con mình được cái self esteem tức là cho con mình được đứng tự lập và cá biệt Hôm nay Nhi dắt Eva đi uh, chiropractor, cũng vậy chiropractor là cái mà họ nắn xương của bạn lại cho nó tự té tại Eva nó, cái xương của nó, cái tướng đi của nó cũng hơi kỳ á, tại đeo đồ nặng nhiều á. Thì bác sĩ rất là ngạc nhiên, bác sĩ kêu trời ơi, mỗi lần con nít tới đây à, tụi nó khóc rồi tụi nó buông mẹ lắm. Eva tự tin vậy, Eva đi vô tự lấy thẻ, tự nhấn, tự ngồi giãn cơ, rồi tự nằm lên, rồi tự chào bác sĩ, rồi tự giỡn với bác sĩ. Đó là một cái hành trình Nhi đã dạy để cho Eva tự tin được như vậy. Tức là như để cho Eva được làm như một người lớn mà Nhi luôn nói với các bạn đó Nhi luôn để cho Eva được tự quyết và tự làm như người lớn Và Nhi bắt Eva chịu trách nhiệm về hành động của mình Và những cái hành động của nó làm Có nhiều hồi nó biết nó Xong rồi xíu nữa nó cũng ngọt ngào đó, nó nói mẹ nãy Cũng biết gì cũng chọn cái phương án kia Nhưng mà đó là cái trải nghiệm cho nó Để nó nhớ được là à hồi xưa mẹ cho mình hai sự chọn lựa Mình chọn cái này Mình chọn cái này mà, mà Nhi biết chắc nó chọn cái đó xong á nó bị trả giá luôn nhưng như để cho nó chọn luôn như không có vứt phao không có cứu nó luôn như có cái vali á nó thích leo nó nó ngồi lắm con hôm qua bà bị ngồi bà leo lên bà tái lộn đầu mà như la rồi như kêu con ngồi lên con sẽ bị lộn đầu nó nó ok 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 chơi tiếp đi cái gì chỉ ngồi như ngồi như làm việc tiếp thôi kêu ok thì chơi tiếp đi ai gì đến cuối ngày bị lộn đầu xong chỉ giúp việc la nó nói, biết vậy con đừng có leo lên <laughs> nghe lời mẹ cái không con không cần nghe lời mẹ đâu Tại vì làm bậc làm cha làm mẹ bạn chỉ có thể cảnh cáo và bạn có thể warning tức là bạn báo trước cho con bạn điều gì sẽ xảy ra thôi. Con bạn vẫn chọn làm hay không, đó là do nó tự chọn. Rồi, xây cho con mình cái self esteem, cái sự tự tin, cái sự nhận thức cá nhân. Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh của Nhi nếu các bạn coi hết video của Nhi và tích những cái điều Nhi đang làm tiếp tục lan tỏa những người khác.